Thôi lát đây mẹ sang bút kia đi. Ờ. Chị xem có thông báo chứ. Đóng lại nhỉ? Vào hình chết dở. Sao đâu? Ok, chào tất cả các chị nha, chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng các chị đến với livestream buổi tối của Sưởng May Quốc Thịnh nha các chị ơi. Nào, hôm nay em lại có một cái rất là đặc biệt cho các chị đây. Cái áo dạ em đang mặc trên người hôm nay em xả 17 chiếc còn 49k cho các nha các chị nha. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay đi ạ. 17 chiếc cuối cùng xả kho các chị nhá với giá cực sốc luôn 49.000 đấy ạ. Màu dê em đang mặc trên người các chị ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng và cực kỳ tây luôn. 49k cho chị nào, 17 chị nào mà nhanh tay nhất đi ạ. Ok, chị nào đi qua nhìn thấy em rồi thì chấm cho em một cái được không nhở? Để em biết rằng là các chị đang nhìn thấy em rồi nhá. Ok, em nhìn thấy những chị đầu tiên rồi. Chị Giang Hoàng này, chị Linh Linh Bùi này, chị Liên Coi này, ok, chị Trịnh Lộc này, đúng rồi. Không ạ, ok chị ơi, 17 người cuối cùng nhá, 17 người cuối cùng sẽ được sở hữu em áo dạ này đây. Bởi vì là còn có 17 chiếc thôi ạ. Vì thế nên là chị nào nhanh tay thì chị đó sẽ được nha. Thao tác thì vô cùng đơn giản thôi các chị ơi. Đó chính là các chị comment 49k luôn và ngay lập tức cho em này. Kèm theo đó là chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần và chia sẻ trên các hội chợ lớn các chị nhá. Chị nào chia sẻ nhiều nhất trên các hội chợ lớn thì em sẽ ưu tiên chị đó luôn đấy ạ. Nhớ là chia sẻ ở trang cá nhân cho em nữa nhá, chỉ có 2 lần thôi và chia sẻ nhiều các hội chợ đấy các chị ơi. Ok, kèm theo đó là comment 49k cho em nữa ạ. 17 chị nào sẽ là người nhận được em áo dạ này nhỉ? Chỉ còn 17 chiếc cuối cùng đấy các chị nhá. 49k giá cực kỳ sốc luôn đúng không chị ơi? Ok, chị Huyền Phạm này, chị Trịnh Lộc này, ok tất cả các chị luôn. Ơ chị tại sao pancake không hoạt động nhỉ? Ok nào, thật khẩn trương nào các chị ơi, thật khẩn trương, mạng không có mạng nào chị ơi. Ok, thật khẩn trương nào các chị ơi. 49k cho chị nào sở hữu được em áo dạ này cực kỳ xinh luôn. Kiểu dáng Hàn cực quá là trẻ trung luôn các chị ơi, quá là trẻ trung luôn. Màu rêu thì mặc lên cực kỳ sang, cực kỳ tây rồi. Chỉ còn màu rêu cuối cùng đấy thôi nha các chị nha. 17 chiếc áo dạ sẽ thuộc về 17 chị nào đây nhỉ? Ok, chị Trịnh Lộc này, chị Linh Linh Bùi này, chị Thủy Phạm này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, hãy nhanh tay comment 49k thật nhiều cho em đi. Bên cạnh đó là chia sẻ cái livestream này ạ. Chia sẻ thật nhiều nha, chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần này và chia sẻ nhiều trong các hội chợ nhóm nha các chị ơi. Ok, chị Cát Nguyễn này, chị Hằng Dương này, chị Long Bầu, ok em đang thấy tất cả các chị rồi. Em đang thấy các chị tương tác cực kỳ nhiệt tình rồi, comment cũng thật nhiều rồi. Thấy comment rồi đã chia sẻ chưa nhở? Nếu như chưa chia sẻ thì hãy thật nhanh tay chia sẻ nha. Chia sẻ trên trang cá nhân 2 của mình 2 lần. Bật chế độ công khai cho em này và chia sẻ cho các hội chợ nha. Chị nào chia sẻ nhiều nhất ở các hội chợ em sẽ chọn tặng chị đó luôn 17 chiếc cơ các chị ơi. 17 chiếc cuối cùng xả còn trong kho để tặng cho các chị đấy ạ. Ok, chị Phương Trang nha, chị Lan, chị Lý Khánh Hồng này, chị Ngân Sưu Kiêu này, chị Thủy Phạm Thành này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay nào, 17 chiếc cuối cùng cho chị nào đấy ạ. Hãy comment 49k nào, kèm theo đó là chia sẻ cái livestream này cho em đi ạ. 49k là quá rẻ luôn. Em đảm bảo với các chị là khi các chị ra đường mà bảo ôi hôm nay em mua được cái áo dạ này với giá 49.000, đảm bảo không ai tin luôn. Mà chất lại vô cùng dày dặn các chị nhá, không khác một tí nào. Giá gốc là tận hơn 500.000 liền đấy các chị ơi. Giá gốc hơn 500.000 và hôm nay em chỉ xả kho còn 17 cái cuối cùng cho các chị với giá 49.000 thôi. Cũng nhằm tri ân các chị đã luôn ủng hộ Sưởng May Quốc Thịnh các chị nhá. Ok, chị Hồng Bùi này, chị Lương Nghĩ Hoa này, chị Khởi Pi này, chị Linh Linh Bùi này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay nào, thật nhanh tay đi ạ. Chỉ có một vài thao tác đơn giản, bấm vài cái nút chia sẻ thôi là đã được sở hữu em áo dạ này rồi, thì tội gì không làm đúng không chị? Quá rẻ luôn, mà màu rêu thì lại cực kỳ sang, cực kỳ tây luôn các chị nhá. Giá Hàn Quốc cực kỳ trẻ trung luôn các chị ơi. Đó chính là comment 49k và chia sẻ cho em cái livestream này thôi nào. Chia sẻ thật nhiều nha các chị nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần bật hộ em ở chế độ công khai, đừng để chế độ bạn bè hay là chỉ mình tôi là bọn em sẽ không nhìn thấy đâu ạ. Và chia sẻ đến các hội chợ các chị nhá. Tâm sự Eva này, dọn nhà đỡ trần này, các chị tham gia những cái hội nào thì các chị chia sẻ hết vào đó là chắc chắn sẽ được sở hữu em áo dạ đây ạ. Chỉ còn 17 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất thôi nhá. 17 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất ạ. Và ai sẽ là người nhanh tay nhất đây? Ok, chị Bích Phương luôn này, Hà Tô này, các chị ơi nhớ là chia sẻ rồi thì quay sang comment 49k thật nhiều nha. Mà chia comment nhiều rồi thì nhớ là quay sang chia sẻ nhá, bởi vì chia sẻ đó chính là mấu chốt cực kỳ quan trọng đấy các chị ạ. Ok, chị Liên Còi này, chị Thái Hồng này, chị Bùi Trang này, chị Trịnh Lộc này, ok em thấy các chị đang tương tác quá là nhiệt tình rồi các chị ơi. Nào hãy thật nhanh tay nào, chiếc áo dạ em đang mặc trên người với giá 49k thì hôm nay thôi nha, chỉ có hôm nay và 17 chiếc cuối cùng cho các chị thôi nha.
quyết xả hết 17 chiếc luôn cho các chị luôn nha, để nhập hàng mới về phục vụ tiếp các chị này. Ok chị Lam này, chị Hoàng Cảnh này, ok em thấy tất cả các chị luôn nha. Em ở đây nhìn thấy hết tất cả các chị rồi ạ. Các chị cứ comment 49k thật nhiều và chia sẻ đi, bởi vì bên em sẽ có phần mềm tự động các chị nhá. Xem hết được tất cả những lượt chia sẻ và lượt comment của các chị đây, vì thế nên các chị yên tâm tuyệt đối công bằng luôn nha. Ok chị Ánh Tuyết Trương Huyền này, chị Thái Hồng này, chị Jumi Hồng này, chị Anna Linh, chị Phương Trang, em thấy các chị đang tương tác quá là nhiệt tình rồi, comment quá trời luôn. Thế comment nhiều rồi đã chia sẻ chưa nhở? Nếu như chưa chia sẻ thì anh thật nhanh tay chia sẻ nó đi nhá, thật nhanh tay đi, bởi vì chia sẻ đó là cái mấu chốt cực kỳ quan trọng đấy các chị ạ. Hãy chia sẻ thật nhiệt tình nha. Hôm nay em sẽ tặng cho những chị nào tương tác với em cực kỳ nhiệt tình nha. Em sẽ quyết tặng hết 17 chiếc cho các chị luôn với giá siêu sốc 49k cho ngày hôm nay thôi ạ. Chỉ một vài thao tác nhỏ như thế, tội gì mình không sở hữu đúng không? Mặc một chiếc áo dạ như này vào bên trong váy body đi bộ thì quả là quá sang chảnh rồi. Ok, ok chị Liên Còi nha, chị Cánh Đồng nha, chị Phạm Thị Trà, chị Thái Hồng ạ. Ok chị Chu Thanh Mai, chị Phương Dung luôn nha. Ok tất cả các chị ạ. Ok nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay nha, thật nhanh tay chia sẻ kèm theo đó là comment 49k cho em nào. Comment 49k thật nhiều nhá. Ok chị Hằng Dương này, chị Hải Lương này, chị Nami này. Ok em thấy tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay nào, thật nhanh tay chia sẻ cho em đi. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần này và chia sẻ trên các hội chợ lớn các chị nhá. Em sẽ ưu tiên những chị nào mà chia sẻ rất là nhiều hội luôn, vì thế nên các chị hãy yên tâm đi ạ. Ok, chị Phương Trang này, chị Hằng Dương này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, các chị hãy thật nhanh tay nào, thật nhanh tay chia sẻ các chị ơi. Chia sẻ kèm theo đó comment 49k thật nhiều cho em nào. Ok, em thấy các chị comment quá trời comment luôn. Ok, Dung Lê này, Đỗ Tuyến này, Pumi này, Hoàng Hài này, Tình Dinh Đinh này, Nguyễn Hoàng Quân này, ok tất cả các chị nha. Nào các chị ơi hãy comment đi, comment 49k thật nhiều và kèm theo đó chia sẻ những các hội chợ đi các chị ơi. Em đang trách thấy có nhiều quá nhiều chị không chia sẻ những các hội chợ kìa. Nào hãy chia sẻ thật nhiều đi các chị nào, chia sẻ thật nhiều đi ạ. Ok chị Chu Thanh Mai nha, chị Hằng Dương nha, chị Phương Trang nha. Nào chia sẻ đi các chị ơi, chia sẻ thật nhiều đi. Hôm nay em sẽ quyết xả hết 17 chiếc cho các chị nha, 17 chiếc cuối cùng trong kho thì mang ra xả hết luôn cho các chị với giá siêu sốc đây. 49.000 cho một em áo dạ quá là tuyệt vời này ạ. Ok chị Phương Trang nhá. Ok chị Huân Thị này. Ok tất cả các chị luôn nào. Các chị ơi hãy thật nhanh tay nào, thật nhanh tay comment 49k và chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai cho em nào. Chia sẻ 2 lần thôi và nhớ là chia sẻ trên các hội chợ thật nhiều nhá. Chia sẻ thật nhiều đi, chỉ vài thao tác đơn giản như thế đã được sở hữu một em áo dạ 49k này quá là tuyệt vời đúng không các chị? Hãy thật nhanh tay nha, bởi vì còn 17 chiếc cuối cùng thôi ạ. 17 chiếc dành tặng cho chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất nhá. Kèm theo đó là comment nhiều nhất luôn nha. Ok tất cả các chị luôn. Chị Hạ họ Đặng Tiên Tích này, chị Nguyễn Nguyễn Thị này, ok chị Phương Trang nào. Hãy thật nhanh tay nào các chị ơi, em thấy đang kiểm tra có quá nhiều các chị không chia sẻ ở nhóm kìa và không chia sẻ trên trang cá nhân kìa. Ok, comment thì nhiều rồi quay ra chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều đi, comment quá nhiều luôn. Ok, comment nhiều rồi quay ra chia sẻ các chị ơi. Cầm Thu Hương này, chị Hoàng Hoa này, ok. Chị Phương Trang này, chị Vân Anh Nguyễn, 17 chiếc cuối cùng thuộc về ai đi ạ? 17 chiếc thuộc về ai nhanh tay nhất đây nhở? Nào, hãy comment thật nhanh tay đi nào các chị ơi, comment thật nhanh tay và chia sẻ thật nhiều nhá. Ok, chị Linh Lạc Loài này, chị Hà Tô này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay đi nào, thật nhanh tay chia sẻ đi ạ, chia sẻ đi nào. Trời ơi, comment quá trời rồi mà chẳng thấy chia sẻ gì cả. Nào các chị ơi, bởi vì chia sẻ đó là chính là mấu chốt cực kỳ quan trọng đấy các chị ạ. Vì thế nên các chị hãy chia sẻ đi nha. Ok, chị Hà Tô luôn này, chị Linh Ngạc Loài này, chị Ngô Duyên này, ok, chị Mỹ Trang Hương Nguyễn luôn. Nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay nào, thật nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Em thấy ở trên cái lượt hệ thống kiểm tra thì thấy quá nhiều chị không chia sẻ kìa. Ok, chị Thủy Vũ này, chị Hoàng Ngân này, chị Phương Duyên Liên này, ok, tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, hãy nhanh tay chia sẻ đi nào, tại sao lại thấy các chị lại không chia sẻ đấy kia nhờ. Chị Nguyễn Thùy Dung này, chị Hoàng Hà, các chị ơi, nếu các chị không chia sẻ thì sẽ không nhận được đâu ạ. 17 chiếc cuối cùng cho chị nào tương tác với em cực kỳ nhiệt tình và chia sẻ thật nhiều nha. Ok, chị Bích Phương này, chị Phương Trang này, chị Hồng Siêu này, chị Thu Hằng Dương này, ok, chị họ Đặng Tên Ninh này, tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, hãy chia sẻ thật nhiều đi nào, chia sẻ thật nhiều lên đi, chia sẻ nhiều thì mình mới có cơ hội sở hữu đấy ạ. Áo này giá gốc của nó tận hơn 500.000 các chị ơi, nhưng hôm nay chỉ còn 17 chiếc cuối cùng. Cũng như là nhằm tri ân các chị đã luôn ủng hộ xưởng may nhá. Vì thế nên là em quyết xả cho các chị với giá 49.000 hôm nay thôi. Vì thế nên hãy thật nhanh tay các chị ơi, 17 chiếc cuối cùng thôi ạ. 17 chiếc sẽ thuộc về ai nhỉ? Ai sẽ là người chia sẻ nhiều nhất trong các hội chợ, chia sẻ trên trang cá nhân của mình và comment nhiều nhất đây ạ? Ok, chị Nguyễn Huệ, chị Hà Tổ, chị Phương Em này, chị Thảo Đâu này, ok tất cả các chị luôn. Chia sẻ comment đi nào, comment thật nhiệt tình đi và chia sẻ cũng như thật nhiệt tình đi các chị ơi. Ok chị Phương Trang nhá. Em thấy các chị đang tương tác rất nhiệt tình rồi đây, comment cực kỳ nhiệt tình rồi thì đã. Comment nhiều thế rồi thì đã chia sẻ cho nhỏ. Nếu như chia sẻ thì anh thật nhanh tay chia sẻ nha, bởi vì các chị yên tâm bên em sẽ có hệ thống kiểm tra hết những lượt chia sẻ các chị đấy.
Vì thế nên là hãy chia sẻ và tương tác bọn em cực kỳ nhiệt tình đi. Cực kỳ nhiệt tình, chỉ có vài thao tác đơn giản là mình đã được sở hữu nó rồi mà, quá là đơn giản luôn đấy các chị ơi. Chỉ cần bấm nút chia sẻ vài lần thôi và comment thật nhiều 49k là các chị chắc chắn sẽ được sở hữu một em áo dạ này trong tay rồi các chị ạ. 17 cái cuối cùng sẽ đang thuộc về ai nhá? Ok, chị Hoàng Văn Gia Bảo này, chị Nguyễn Thu Phương này, chị Hoàng Thu An này, chị Đan Lê này, chị Hoàng Nhã này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, các chị quay ra chia sẻ cho em đi nào. Em thấy như quá nhiều chị là không chia sẻ luôn đấy, hệ thống của em hiện là rất nhiều các chị comment nhưng mà không chia sẻ đấy ạ. Nào hãy chia sẻ đi, chia sẻ trên dọn nhà đỗ trần tâm sự Eva rồi bà la blog các nhóm đi các chị ơi. Có nhóm nào thì chia sẻ hỗ trợ em đi nào, chia sẻ đi. Và bên em đang chọn ra những chị đầu tiên rồi đấy ạ, những chị đầu tiên nha. Hôm nay sẽ chọn những chị nào mà luôn tương tác nhiệt tình bên em này, chia sẻ đầy đủ này và comment 49k thật nhiều nha. Thủ tục thao tác vô cùng đơn giản thì thôi mà, tội gì mà mình không sở hữu đúng không? Quá là rẻ luôn và quá là đẹp luôn, áo dạ kiểu Hàn Quốc này cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn, màu rêu được cực kỳ tây dễ phối luôn. Áo body váy body bên trong và một đôi bốt khoác một em áo dạ này thì quá là tuyệt vời, quá là sang chảnh luôn rồi. Nào, 49k một chiếc áo này luôn, giá cực sốc đúng không các chị? Ok, chị Chu Thị Quỳnh Nga luôn nha, chị Hà Tổ luôn nha. Ok tất cả các chị luôn. Ok, nào các chị ơi, các chị hãy chia sẻ nào. Chia sẻ trên nhóm cho em tối thiểu là 3 lần nhá các chị nhá. Em sẽ kiểm tra đấy ạ, chia sẻ trên nhóm tối thiểu 3 lần. Và ở trang cá nhân của mình chỉ cần 2 lần thôi, không cần chia sẻ quá nhiều đâu. Nào, trên trang cá nhân này không cần phải chia sẻ quá nhiều, như ở trên các hội chợ tối thiểu là 3 lần cho em nhá. Tối thiểu là 3 lần thôi ạ. Nào, các chị ơi hãy thật nhanh tay nào. Chị nào đã làm đầy đủ thao tác rồi thì comment báo cho em biết để em kiểm tra chị đó và tặng chị đó luôn và ngay nhá. Ok, sẽ ship tận nhà cho các chị luôn. Có một màu rêu này cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đẹp luôn đấy. Ok, chị Hà Tô này, chị Nông Thị Vân Anh này, chị Hứa Cấm Heo này, chị Linh Em này. Ok, chị Hằng Dương này, ok tất cả các chị nha. Nào các chị ơi, hãy comment thật nhanh tay nào. Thật nhanh tay đi các chị ơi, comment thật nhanh tay cho em nào. Ok, nào thật nhanh tay các chị ơi, chiếc áo dạ 17 chiếc áo dạ cuối cùng này sẽ thuộc về ai đây ạ? Sẽ thuộc về ai mà chia sẻ nhiều nhất và comment nhiều nhất đây? Ok, 17 cái sẽ tặng hết cho các chị nhân ngày hôm nay luôn nhờ, ngày hôm nay luôn đấy ạ. 49k quá là rẻ luôn đúng không các chị ơi? Hãy thật nhanh tay nào, thật nhanh tay comment và chia sẻ nào các chị ơi. Comment 49k nào, chia sẻ đi, chia sẻ thật nhiệt tình cho em đi nào. Ok, chị Ly Cao này, chị Lê Hà này, chị Vinci này, chị Nấm Ngọc này. Ok tất cả các chị nha, em nhìn thấy tất cả comment của các chị luôn này. Nhìn thấy comment tất cả các chị luôn. Và trên cái màn hình máy tính của em dưới này là đang một loạt những chị nào có danh sách đầy đủ các thao tác đây ạ. Ok, nào nhanh tay để em sẽ đọc tên những chị nào mà hôm nay sở hữu được em áo dạ này với giá 49k nhá. Thao tác vô cùng đơn giản thôi, đó chính là comment 49k thật nhiều này, chia sẻ trên trang cá nhân của mình này 2 lần và chia sẻ tối thiểu trên nhóm là 3 lần các chị nhá. Chia sẻ tối thiểu trên các nhóm là 3 lần nha. Mà chị nào chia sẻ nhiều hơn thì chắc chắn là em sẽ ưu tiên là lên hàng đầu và ship gửi tặng luôn rồi đúng không? Ok, thao tác đơn giản để tội gì mà mình không sở hữu đúng không nào? Ok, chị Nguyễn Khánh Linh này, chị Thiệp Phạm này, chị Triệu Duyên này, chị Thúy Hiền này. Ok, em nhìn thấy tất cả comment của các chị rồi. Nào, hãy thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Chia sẻ trên nhóm tối thiểu 3 lần cho em nhá. Và chị nào chia sẻ nhiều em sẽ tặng luôn. Tặng luôn, không cần phải kiểm tra gì nữa luôn này. Kèm theo đó chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần này, chia sẻ trong các hội chợ nhớ nhá các chị nhá. Và kèm theo đó comment 49k thật nhiều đi ạ. Ok, chị Chú Thanh Mai này, chị Châu Nguyễn này, chị Hoàng Ngân này, chị Hoàng Thu An này, chị Yến Hải này. Ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi nào. Thật nhanh tay nhà, hôm nay không những là áo em đang mặc với giá 49k mà có rất nhiều những mẫu mã đa dạng bán cho các chị hôm nay với giá cực kỳ ưu đãi luôn đấy ạ. Ok, quá trời comment luôn này, xem các chị đã chia sẻ nhiều chưa nhá. Ok, chị Hoàng Hà này, chị Hiền Trần này, chị Candy này, chị Linh Linh Bùi, chị Hoàng Liên này. Ok các chị ơi hãy comment thật nhanh tay nào, comment thật nhanh tay đi và chia sẻ thật nhiều như nào. Chị nào đã chia sẻ quá nhiều rồi hãy comment báo cho em biết để em kiểm tra và gửi tặng chị đó luôn nhá. Ok, chị Lê Hà, chị Thu Kim này, chị Mưa Tuyết này, chị Jenny này, chị Linh Lê này. Ok tất cả các chị luôn, em nhìn thấy tất cả các chị rồi đây ạ. Các chị yên tâm là em sẽ nhìn thấy hết những lượt comment của các chị nhá, vì thế các chị yên tâm đi. Và nhìn thấy luôn tất cả những lượt chia sẻ của các chị chia sẻ bao nhiêu nhóm là nó sẽ hiển thị ở trên này hết đấy ạ. Ok, chị Linh La này, chị Phương Vịt này, chị Lê Yến này, chị Đan Lê này, chị Trần Vân, chị Vũ Hương này, tất cả các chị luôn. Ok, nhìn thấy hết tất cả các chị luôn. Nào, 17 chiếc cuối cùng sẽ thuộc về ai đây ạ? 17 chiếc cuối cùng sẽ thuộc về ai sẽ hôm nay làm cho em đầy đủ thao tác đơn giản ở đây nhờ. Chỉ có thao tác cực kỳ đơn giản đó chính là bấm vài cái nút share và comment thôi thì đơn giản, quá trời đơn giản luôn đúng không? Tội gì mà không sở hữu dạ. Chia sẻ ở trên các hội nhóm lớn chị nha, tối thiểu là 3 lần ạ. Và chị nào chia sẻ nhiều hơn thì em sẽ tặng luôn này, tặng luôn và ngay thế này. Chia sẻ nhiều hơn nhá, nhớ là chia sẻ trên các hội chợ lớn cho em nhá. Dọn nhà đỡ trật tâm sự Eva này rồi là cái gì đấy, khi các chị cứ tham gia cái hội nào thì các chị cứ chia sẻ hết vào đấy cho em nhá. Ok, chị Hồng Lê này, chia sẻ nhiều mà em không nhìn thấy à. Chị Hồng Lê em có nhìn thấy chị luôn nhá. Chị Linh La này, ok, chị Chu Thị Quỳnh Nga này, chị cứng
chị Hảo Phan này, ok chị Nguyễn Hoàng Quân này, chị Đinh Ly này, ok tất cả các chị luôn, em nhìn thấy rõ tất cả các chị luôn đấy ạ. Ok, nào các chị ơi hãy nhanh tay lên nào, bên em đang tìm ra những chị đầu tiên rồi đấy ạ. Những chị đầu tiên đã làm đầy đủ thao tác để sở hữu được em áo dạ với giá 49.000 rồi đây. Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Số lượng có hạn thôi nhá, 17 chiếc cuối cùng sẽ thuộc về chị nào đây nhỉ? 17 chiếc cuối cùng sẽ thuộc về ai đây ạ? Ok, chị họ đặt tên Trinh này. Ok, chị Sương Lê này, chị Duyên Mít này. Ok, thấy các chị comment quá nhiều rồi. Comment rồi thì đã chia sẻ hộ em chưa nhở? Comment rồi thì đã chia sẻ chưa? Nhớ là chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần và chia sẻ tối thiểu trong nhóm là 3 lần nha. Chia sẻ nhiều hơn thì càng tốt và chắc chắn là cái càng có khả năng cao là cái áo dạ này sẽ thuộc về mình nhá. Ok, chị Nguyễn Thị Thu Hiền này, em nhìn thấy hết tất cả các chị luôn nhá, nên các chị không phải lo đâu ạ. Ok, chị Duyên Mít này, chị Cherry này, chị Kim Cúc này, chị Nguyễn Thu Phương này, chị Đỗ Hào này. Ok, em thấy hết tất cả các chị luôn, nhìn thấy quá trời comment luôn. Ok, chị Chu Thị Quỳnh Nga này, comment nào. Chị nào comment 49k nhiều rồi thì lại quay sang kia chia sẻ tiếp cho em đi nào. Và chia sẻ nhiều rồi, cảm thấy đủ rồi thì hãy sang quay sang comment tiếp đi ạ. Ok nào, trên em chuẩn bị có kết quả cho những chị đầu tiên rồi đây. Nào các chị ơi hãy nhanh tay nhá, chị Trương Ngân này, ok các chị luôn. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay nào, thật nhanh tay comment và chia sẻ đi nào. Chia sẻ thật nhiều nha, thao tác vô cùng đơn giản thì thôi là đã được sở hữu em áo dạ này với giá 49k rồi đấy ạ. Nào thật nhanh tay nào các chị ơi, đến khoảng là bao nhiêu người nhỉ? 900 người đi, em sẽ công bố những chị đầu tiên nhá. Sẽ những chị đầu tiên luôn này. Nào nha, thật nhanh tay nào các chị ơi, đến khoảng 900 người nha, em sẽ công bố những chị đầu tiên luôn này. Ok, chị Thanh Thanh này, chị Mai Phương Hiền này, chị Thơ Tuấn này, ok tất cả các chị luôn. Nào thật nhanh tay nào các chị ơi, thật nhanh tay đi, nếu mà lượt xem giả thì em sẽ không tặng cái 49k này nữa nhá. Phải tăng lượt xem cho em nào, tăng lượt xem cho em bằng cách là chia sẻ thật nhiều trong các nhóm đi ạ. Nào, thật nhanh tay nào các chị ơi, thật nhanh tay lên nào, chia sẻ nhiều đi. Comment quá trời comment rồi thì đã chia sẻ chưa nhỉ? Em thấy rất nhiều chị không chia sẻ kênh trên nhóm ấy. Ok chị Thúy Hiền này, ok em cảm ơn chị Phượng Phùng nha, chúc chị có một buổi tối thật là vui vẻ ạ. Nào thật nhanh nào các chị ơi, thật nhanh nào, thật nhanh đi ạ. Ok, chị Nguyễn Phương Thảo này, chị Hiền này, chị Như Mến này, chị Hoàng Ben, chị Tuyết Lê này, chị Vân Anh này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy nhanh tay đi nào, nhanh tay chia sẻ đi, hãy nhanh tay chia sẻ đi, là mười biết đâu mình chắc chắn luôn. Chia sẻ và comment đầy đủ thì chắc chắn mình sẽ là một trong 17 người sẽ được em áo này đấy ạ. Em sẽ tặng 17 cho 17 chị nào mà nhanh tay nhất nhá, 17 chị nào mà tương tác với bọn em nhiệt tình nhất nhá. Ok, nào 30 giây cuối cùng nào, 30 giây cuối cùng đấy em sẽ công bố chị đầu tiên luôn này. Ok, tính nào chị ơi? Ok, sẽ công bố mấy chị liền một lúc luôn này. Nào các chị ơi nhanh lên nào. Đúng cái lúc và thời gian mà để chờ được kết quả này quả là rất hồi hộp đúng không? Nào, vẫn 30 giây cuối cùng và cho chị nào chưa chia sẻ hãy tiếp tục chia sẻ đi. Bởi vì em thấy rất là nhiều chị không chia sẻ đấy ạ. Rất nhiều chị không chia sẻ trên nhóm cho em luôn. Ok, nào em sẽ công bố những người đầu tiên này. Công bố những người đầu tiên này. Ok, chị Linh La nhá, chị Lục Quỳnh này, ok tất cả các chị luôn. Nào em sẽ công bố chị đầu tiên này. Đây là những chị nào chia sẻ nhiều ở các nhóm các chị nhá. Trên em, trên tay em đang lấy kết quả này. Chia sẻ nhiều ở tất cả các nhóm nhá. Chị em sẽ lấy những chị nào chia sẻ nhiều nhất luôn, tối thiểu là 3 lần nhá. Và chị nào chia sẻ nhiều nhất thì chắc chắn là sẽ được sở hữu luôn đấy ạ. Chắc chắn luôn. Ok, em sẽ lấy chị nào chia sẻ nhiều nhất trên nhóm nhá. Ok, nào bắt đầu nào chia sẻ. Nếu mà chị nào chưa chia sẻ thì hãy thật nhanh tay đi, 30 giây cuối cùng rồi, 30 giây cuối cùng đi. Rồi nếu bây giờ không chia sẻ trên trang cá nhân cũng được thì chia sẻ nhóm cho em thôi vậy. Chia sẻ trên trang cá nhân không cần chia sẻ thôi cũng được. Nào bây giờ không cần chia sẻ đi, nào chia sẻ trên nhóm đi ạ. Ok, em sẽ công bố những chị đầu tiên này. Chị đầu tiên là chị trên em là danh sách những chị mà chia sẻ nhiều nhất đây. Ok, chị Tún Tâm nhá. Chị Tú Tâm là chị đầu tiên sẽ được sở hữu em áo dạ này với giá 17k. Chị đã chia sẻ 49K, chị đã 49K. 49k, em xin lỗi, 49k này. Chị đã chia sẻ trên nhóm của mình quá trời luôn, chia sẻ bao nhiêu lần luôn đi, đếm không xuể luôn. Chị thứ hai này hôm nay quyết dành tặng cho các chị hết luôn, vì thế nên các chị hãy thật nhiệt tình đi ạ. Chị thứ hai là chị này, Điện Lạnh Tâm Cun này, ok đấy là chị thứ hai nha. Em sẽ đọc tên những chị nào hôm nay nhận được nhá. 17 chị, đủ 17 chị cho cái hôm nay luôn, nếu các chị chia tương tác với em nhiệt tình nhá. Ok, chị Điện Lạnh Tâm Cun này, chị chia sẻ trên nhóm quá trời, chia sẻ luôn. Ok, chị thứ ba này. Nào, chị thứ ba để chị thứ ba rồi đây này. Sẽ đọc 5 chị. Em sẽ đọc 5 chị đầu tiên trước nhá, sau đó em sẽ công bố tiếp. Đến chị tiếp theo là chị Nguyễn Trang này. Chị đấy cũng ok, chúc mừng ba chủ nhân luôn. Ba chủ nhân sở hữu được em áo rêu này với giá 49k này. Được nhầm 17k nhá. Chị Nguyễn Trang này 49k nhá. Chị Nguyễn Trang là chị thứ ba rồi. Tiếp theo này, tiếp theo đọc chị tiếp theo này. Chị Khuất Ngốc là chị thứ tư nhá. Ok, và chị thứ năm, chị cuối cùng là chị Lê Hà đấy ạ. Em thấy mấy chị này comment quá trời comment rồi và chia sẻ cực kỳ nhiều luôn ấy. Ok, năm chị đầu tiên tiếp theo nào, bắt đầu tiếp theo những chị còn lại.
Ok, nào. Ok, các chị ơi, bây giờ thì em sẽ giới thiệu, em sẽ công bố năm chị đầu tiên đúng không? Đến gần cuối livestream em sẽ công bố nốt những chị còn lại, nhưng những chị nào mà tương tác với em cực kỳ nhiệt tình nhá. Bây giờ em sẽ quay sang bán hàng, giới thiệu cho các chị những mẫu mã cập nhật mới bên em nhá, giá cực kỳ ưu đãi luôn các chị nhá. Ok, em sẽ cập nhật cho các chị những mẫu mã mới luôn, cực kỳ xinh nhá. Ok, mẫu em đang mặc trên người cái này là B54. Ok, mẫu em đang mặc trên người dành cho các chị sắp tới là Tết Nguyên Đán rồi đúng không ạ? Tết của mình đây. Tết của cho những các chị em của mình là phải thật là xinh đẹp này đúng không nhở? Thật là xinh đẹp khi nào? Khi là sở hữu cho mình những bộ cánh mà tuyệt đẹp các chị nhá, những bộ cánh xuất sắc như thế này này. Cái bộ em đang mặc trên người có mã là V54 chị. V54 có giá bao nhiêu? 219.000 các chị ơi. 219.000 này. Hôm nay em cái mẫu này em mới về, em quyết bán cho các chị với giá cực kỳ rẻ luôn, 219.000 đấy ạ. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn các chị ơi, mặc ngày Tết là quá là đẹp luôn, quá là xuất sắc luôn. Hoa này hoa bọn em đã khâu vào rất là kỹ lưỡng các chị nhá, vì thế các chị yên tâm sẽ không bị bung ra đâu ạ. Hoa này cực kỳ đẹp luôn. Nào, Tết là để diện những bộ cánh đẹp đây. Đúng là cái đấy là chính là những cái lúc mà các chị đã có những bộ quần áo mới nào chị sẽ khoe ra hết đúng không ạ? Phụ nữ mình cần gì đâu, chỉ cần đẹp thôi đúng không? Nào, trên cái bộ này em đang mặc có giá là 219.000 các chị nhá. Gồm có 5 màu cho các chị lựa chọn luôn này. 5 màu luôn này. Màu đỏ em đang trên người là màu đỏ cam các chị nhá, màu đỏ cam này. Đây là màu đen này các chị ơi, có cả màu đen nữa luôn này. Màu trắng này, màu đỏ đô này, và đằng sau canh mặc là màu hồng các chị nhá. Mã quần này là V54, chị nào lấy thì hãy comment cho em là V54 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. Mặc quá đẹp lắm các chị ơi, dưới 58kg là các chị mặc xinh luôn rồi. Nó lại còn là dáng suông nữa các chị ạ. Nó lại càng là dáng suông nữa, thế nên là chị nào mà có bầu bí một chút nhá, năm nay cái váy này, cái này có thể dành cho những các chị nào bầu bí một chút này, kèm theo đó là có bụng này, thì yên tâm một điều rằng là sẽ không bị lộ bụng luôn. Bên đây sẽ toàn thiết kế ra những cái bộ quần áo mà dành cho những chị nào cũng có thể mặc được luôn ý. Màu đỏ này quá trời xinh luôn, quá trời nổi bật luôn này. Ok, chị nào lấy thì hãy comment cho em nào. V54 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. 219.000 cho một em này thôi nhá. Quá là rẻ luôn đúng không ạ? Hôm nay mẫu này cập nhật mới về nên là em đã sâu luôn cho các chị và bán luôn cho các chị đây. Nếu mà Tết mà thiếu những cái bộ mà đẹp như thế này, như kiểu dạng như kiểu áo cổ thì như kiểu cổ áo dài này, váy này còn váy suông này. Giá gốc là 260.000 chị nhá. Giá định kiện là 260.000, nhưng hôm nay trên livestream này em bán cho các chị với giá là 219.000 thôi ạ. Quá là rẻ luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì hãy comment cho em là V54 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship đi nào. Bộ này mặc quá đẹp luôn đi, mặc vào ngày Tết là quá hợp lý luôn. Màu đỏ đem lại sự may mắn đây. Nào, thật nhanh tay nào các chị ơi, thật nhanh tay nào. Tết gần đến nơi rồi, mình hãy thật nhanh tay mua hàng nhé, không mấy nữa là Tết hàng không về nữa thì mình lại không mua được đâu. Ok, nào các chị ơi, các chị comment cho em nào. V50, đúng rồi, giá là 260.000 là giá gốc, nhưng hôm nay bán là còn 219.000 các chị nhá. 219 cho ngày hôm nay thôi ạ. Nào, chị nào lấy thì hãy comment thật nhanh tay cho em nào. Comment thật nhanh tay nào. V54 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ. Ok. Nào, chị nào lấy mẫu này thì hãy comment mẫu này để comment cho em nào. V54 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship nào các chị ơi. Ok, gồm có 5 màu tất cả cho các chị lựa chọn luôn. Màu đỏ cam này, màu đỏ đô này, màu trắng này, màu đen và màu đằng sau canh là màu hồng phấn các chị nhá. Có 5 màu cho các lịch chị lựa chọn luôn. Giá gốc là 260 và hôm nay sale còn 219.000 thôi ạ. 219.000 cho các chị ngày hôm nay thôi. Vừa nãy vừa mới may xong, sâu luôn cho các chị xem đây, sản phẩm vừa về luôn đây. Ok, 219.000 nhá. Chị nào lấy thì hãy comment cho mình, cho em luôn đi nhở. Shop em ở bên 66 Ninh Hiệp các chị nhá. 66 Ninh Hiệp ạ. Ok. Chị cứ ngỡ là mơ ơi, chị thêm cho em địa chỉ và số điện thoại đi chị ơi. Thêm em địa chỉ số điện thoại đi ạ. Hàng free size dưới 58kg các chị mặc cực kỳ ok luôn nhá. Cực kỳ ok luôn, có size nhở? À, hàng free size các chị nhá, hàng free size dưới 54kg này. Cả 58kg các chị mặc được luôn. Chị Anh Thư ơi, 260.000 sale còn 219.000 cho một em này thôi. Mặc Tết là quá đẹp luôn ý. Tết là cực kỳ đẹp luôn. Tết là những chị em mình là cứ có bộ quần áo nào đẹp là sâu hết, mặc hết đúng không? Để diện Tết nhờ. Ok, chị nào lấy, các chị ơi, các chị dừng comment 49k lại cho em đi nào. Dừng comment 49k lại đi. Và bắt đầu chia sẻ đi các chị ơi. Bắt đầu chia sẻ đi ạ. Cứ âm thầm chia sẻ cho em nhá. Lát em sẽ công bố những chị tiếp theo Chúng và nhận được những em áo dạ giá 49k nha. Ok, chị nào làm đầy đủ thao tác thì chắc chắn là sẽ nhận được nhá. Ok, cái mẫu em đang mặc trên người là V54 này các chị ơi. V54 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship cho em đi này. Gồm 5 màu cho các chị lựa chọn. Màu em đang mặc trên người là màu đỏ cam các chị nhá. Đằng sau là màu hồng phấn này, có cả màu đỏ đô, màu đen, màu trắng cho các chị lựa chọn luôn nha. Cái hoa này thêu rất là chắc chắn rồi nên các chị cứ yên tâm nhá. Ok ạ, dừng comment 49k lại cho em nào.
dừng comment 49k lại đi ạ. Gần cuối em sẽ công bố nốt những chị còn lại nha. Ok, nào các chị ơi, thật nhanh tay comment nào. Chị đổi cách đi. Thật nhanh tay comment nào. Thật nhanh V53 kèm theo màu số điện thoại để chị ship cho em đi ạ. Đầy đủ em chốt luôn. Vợ mình mặc được không? Vợ anh xinh à, vợ anh dưới 58kg là mặc xinh anh nhá. Anh cứ yên tâm ạ. Chị nào mà bụng bầu này hoặc là có bụng một chút thì yên tâm rằng là mặc sẽ không bị lộ bụng đâu ạ. Quá xinh luôn ý. Váy này cực kỳ yêu luôn, mặc Tết thì quá là hợp lý luôn rồi. Nào, chị nào lấy thì hãy comment cho em đi nào. V53 kèm theo màu số điện thoại để chị ship đi ạ. Chị Đinh Hương ơi, 260.000 sale còn 219.000 hôm nay nha. Cả chị Phạm Trang luôn này, 260.000 sale còn 220.000 cho ngày hôm nay thôi ạ. Chị nào lấy thì comment cho em này. V54 kèm theo màu số điện thoại để chị ship đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng luôn cho các chị đây. Ok. Chị Thanh Ngân Nguyễn Thị ơi, em cái bộ váy này là 260.000 sale còn 219.000 cho hôm nay thôi nhá các chị nhá. Hãy tận dụng cái cơ hội bọn em đang sale đi ạ. Không may ngày kia về giá gốc thì lại hơi tiếc đúng không các chị, lại tiếc quá. Ok, nào comment thật nhanh tay 45kg, trời ơi quá xinh luôn chị Candy Hải Yến nhá, xinh luôn, cực kỳ xinh. Ok, hoa giá là chị Thu Phương ơi, hoa này bọn em đã đính chắc. Theo rồi đính chắc cực kỳ luôn, chị yên tâm nhá, không bao giờ có thể bung được luôn, yên tâm đi ạ. Cực kỳ chắc chắn rồi. Vải thì quá trời đẹp luôn. Chị nào ship đến mà cảm thấy chất vải xấu thì có thể trả lại em cũng được, không sao cả. Ok, màu trắng à. Đây là màu trắng nha chị ơi. Màu trắng này, màu trắng cực kỳ xinh luôn ý. Hoa đỏ nổi trên cái nền nào, màu đỏ, màu đen hoặc là màu hồng. Nói chung là cái hoa này mình ở trên nền nào thì nó cũng rất là nổi, các chị yên tâm nhá. Tết mà có một mặc bộ này thì lại đẹp quá trời đẹp luôn. Ok. Chị Thủy Phan ơi, thêm cho em địa chỉ nào các chị ơi. Ờ, váy này giá bao nhiêu? Váy này 260 sale còn 219.000 các chị nhá. 260 sale còn 219.000 ạ. Ok. Nào các chị ơi, các chị dừng comment 49k lại cho em nào và âm thầm chia sẻ đi ạ. Lát em sẽ công bố những chị tiếp theo luôn nhá. Ok, cho xem mấy màu nữa đi ạ. Ok, cho xem mấy màu nữa luôn. Các chị thích gì em sẽ chiếu với chị luôn. Ok, đây màu đỏ đô này các chị ơi, màu đỏ đô này. Màu đen này. Màu trắng này, màu hồng đằng sau canh mặt các chị nhá, và em đang mặc trên người là màu đỏ cam ạ. Màu nào cũng cực kỳ xinh luôn, bên em toàn chọn những cái tông màu đơn giản về để cho chị nào cũng mặc được luôn ý ạ. Ok, chị đỏ tươi có không? Trời ơi, em đang mặc trên người là đỏ tươi này, đỏ cam luôn này, cực kỳ xinh luôn chị ơi. Quá xinh luôn ý. Các chị cứ comment cho em là chiều cao và cân nặng, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các chị luôn nha. Chị Mã Hoài em có thấy nhá. Có màu nữa không chị Đỗ Hằng ơi? Có 5 màu tất cả này. Em đang mặc trên người là màu đỏ cam nhé, có cả màu đỏ đô, màu trắng, màu đen và màu hồng phấn đằng sau canh đang mặc nữa ạ. Có 5 màu luôn. Em đang may ra cái mẫu này thật khẩn trương để phục vụ cho các chị Tết đây. Tết cho các chị diện cho xinh luôn đây. Ok, bao nhiêu một chiếc váy? Chị Nguyễn Thị Thanh Vân ơi, Nguyễn Thị Đình Vân, 260.000 sale còn 219.000 cho ngày hôm nay các chị nhá. Chất vải quá đẹp luôn. Các chị khi nhận hàng thấy chất vải xấu có thể hoàn trả bọn em cũng được, không sao cả nha các chị nhá. Mua lần sau lại sợ nghiện lại mua tiếp ấy chứ. Ok, nào các chị ơi, bao nhiêu vậy chị Linh Hậu ơi? 260.000 sale còn 219.000 các chị nhá. Giá cực kỳ ưu đãi trong ngày hôm nay luôn các chị ạ, cực kỳ ưu đãi luôn. Nào, thật nhanh tay comment ở V54 kèm theo màu số điện thoại để chị ship cho em đi ạ. 60kg thì chị mặc chật rồi chị nhá. Ok, 50kg vừa quá xinh luôn chị Thủy Hùng ở Vũ ơi, quá xinh luôn nha. Ok, 1m48, 48kg chớ chị Phú Lê, quá xinh luôn chị yên tâm đi ạ. Hàng bên em may là hàng free size, dưới 58kg là các chị đã mặc vừa xinh rồi nhá, nên các chị yên tâm đi ạ. Ok, cho mình màu trắng á, chị Thanh Anh ơi, chị lấy màu trắng thì chị comment cho là V54 trắng kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ 4 thông tin là sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn vào ngay này. Mặc lên cực kỳ xinh luôn đi các chị ơi, màu Tết mà có một cái bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn này, màu trắng là tinh khôi này. Nào rất nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn nha. Ok, chị Trịnh Vũ ơi, 57kg thì vừa chị Trịnh Vũ nhá, vừa luôn chị yên tâm nha. Thêm cho em địa chỉ đi chị ơi. Ok, có em có thấy chị sơn màu su quang nha, em thấy tất cả các chị luôn. Tiền ship về Nghệ An bao nhiêu vậy? Chị Thanh Trúc ơi, về Nghệ An là 30k nha. Nội thành Hà Nội đồng giá là 20k, còn ngoại thành là 30k. Ok, 40kg, 1m55 vừa luôn chị Ngọc Bích nha, chị yên tâm vừa luôn. Ok, vừa xinh luôn. Mẫu này cực kỳ đẹp các chị ơi, cập nhật cực kỳ hit hot, bên em vừa mới về nóng bỏng tay cho các chị chọn luôn đây. Với giá cực kỳ sốc luôn, cực kỳ giảm giá sale sập luôn. 260.000 còn 219.000 cho ngày hôm nay thôi các chị ơi. Giảm đến tận bao nhiêu tiền nhỉ? Mấy chục nghìn liền đấy chứ không ít đâu các chị ạ. Ok, bao nhiêu em chị Hoàng Thắm ơi? 260.000 còn 219.000 cho ngày hôm nay chị nhá. Ok ạ. Cái này mà mặc mà đi chụp hình các thứ nhỉ, chụp hình chơi xuân các thứ thì quá là tuyệt vời, quá là xuất sắc luôn các chị ạ. Bộ này là dành riêng cho Tết đây, vì thế nên là các chị hãy sở hữu cho mình một em để mặc diện chơi Tết đi nào. Cái này ở dạng như là kiểu áo dài cổ, cái áo dài dưới là váy suông ấy, không cho các chị lộ bụng một tí nào luôn, các chị yên tâm nha, bầu bí bo trên tốt luôn. Ok,
bao nhiêu kg vừa? Chị ơi, dưới 58 kg các chị vừa sinh luôn nhá. Ok. Giới thiệu luôn cái mẫu về đàn bà. Về đàn bà là váy hả? Ừ. Thôi để tí thử cái mẫu về xong. Ai thử luôn. Ok, nào, thế có chị nào lấy cái V54 này thì comment thật nhanh cho em là V54 kèm theo màu số điện thoại địa chỉ ship nha. Còn bây giờ em sẽ sang một mẫu nữa cho các chị mua hàng nhá. Ok, 45 kg quá xinh luôn chị Hàng Hoài ơi. Quá xinh luôn, mã của em này là V54 nha. Chị Trịnh Vũ ơi, cái gì đấy? F11 là cái gì ta? Ok, bao nhiêu? Chị Phạm Thị Ngọc Bích ơi, 260.000 còn 219 cho ngày hôm nay thôi chị nhá. Ok, còn rất là nhiều mẫu mã chị ơi, 45 kg thì quá xinh luôn, quá trời xinh luôn. Ok, nào bây giờ em sẽ thử sang mẫu khác nhỉ, mẫu khác cho các chị luôn này. Các chị cứ tiếp tục comment cho em nếu thích cái V34 nhá, thích cái màu áo dài của dạng như gọi là áo dài nhỉ? Áo dài đấy thì comment cho em nào. V54 kèm theo màu số điện thoại thì chỉ ship đi ạ. Giá gốc là 260.000, sale còn 219.000 cho ngày hôm nay các chị nhá. Còn bây giờ em đang thử xong một mẫu nữa cho các chị đây. Cái này phải sang lấy bộ không cao rồi. Ok các chị ơi, em đang mặc trên người là một mẫu váy mới này. Váy này xinh cực kỳ baby luôn. Mới về hàng là đã rất nhiều chị đến mua rồi đấy ạ. Cực kỳ nhiều chị mua rồi luôn. Giá của em này là 350, sale còn 260.000. 280.000 nhá chị nhá. 280.000 cho một cái em váy này thôi. Cực kỳ xinh xắn luôn đấy ạ. Cực kỳ xinh luôn, mặc lên siêu baby luôn các chị ơi. Nên các chị cứ yên tâm nhá. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn nên các chị yên tâm nhá. 350 sale còn 260.000, mã em này là V53 các chị nhá. Chị nào lấy hãy comment cho em là V53 kèm theo màu số điện thoại để chị ship. À quên mất, em chưa giơ màu cho chị xem. Đây màu đây các chị ơi. Còn có 5 màu cho chị lựa chọn luôn nhá. 5 màu này. Em đang mặc trên người là màu đen nhá. Còn có màu rêu nữa này, màu nâu này, màu sữa này, màu đỏ nhá. Gồm có 5 màu cho tất cả các chị lựa chọn luôn. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp. Hàng free size dưới 58 kg là các chị đã có thể mặc xinh rồi ạ. Mã của em này là V53 các chị nhá. Mẫu này cực kỳ hit hot bên em luôn, cực kỳ hit hot luôn. Hôm nay chị nào sẽ sở hữu những cái bộ này đấy ạ. Sở hữu bộ này cực kỳ xinh xắn baby này đây. Bầu bí bon trên tốt nha chị ơi, bầu bí bon trên tốt. Kèm theo đó chị nào có bụng thì giá xu này là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời luôn. Ok. Mình lấy đặt V50 mà không ai chốt vậy à? V50 là cái gì ta? V50 là cái áo dài. Cái áo dài cái này cái miếng có dây nha. À ok chị ơi, em sẽ check inbox chị luôn nhá. 54 kg vừa không chị Huyền Nguyễn ơi, 54 kg quá trời xinh luôn. Quá là xinh luôn chị ơi, quá xinh luôn ạ. Nhiều kg chị Diễm Nguyễn ơi, cái này hàng free size dưới 58 kg chị mặc tốt nha. Váy này cực kỳ hit hot bên em luôn các chị ạ, đi đến mấy trăm, đi đến nghìn đô rồi các chị ơi. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay nha, đợt sale này các chị hãy tận dụng đi ạ. Sale cực kỳ giảm giá cực kỳ luôn đi, 350 còn 280.000 cho ngày hôm nay thôi các chị ơi. Hãy mua thật nhanh tay nha, không may kia lại cái nhất là hết hàng này, cái thứ hai là không còn sale nữa thì cực kỳ tiếc đấy các chị ạ. Ok, thật nhanh tay cho em nào. Comment nào, comment V53 kèm theo màu các chị thích, bên cạnh đó số điện thoại và địa chỉ ship cho em đi nào. Thật nhanh tay nha các chị ơi, váy này cực kỳ xinh luôn, cực kỳ baby luôn ý ạ. Đẹp lắm luôn. Ok. Cái caro dưới cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn nhá. Mặc lại không bị lộ bụng một chút nào, bầu bì có thể bon chen tốt nhá. Nhìn co giãn 4 chiều cho các chị ơi, chật lên này, quá dày luôn này. Quá dày luôn, giá là 280.000 nha. Sale từ 350.000 còn 280.000. Mã con này là V53 các chị nhá. Ok, 58 kg mặc chật rồi chị ơi, mặc chật nha. Ok, chị nào lấy cái mẫu này thì comment cho em nào. V53 kèm theo màu số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ đơn hàng em chốt đơn hàng, đầy đủ thì em sẽ chốt đơn hàng luôn. Phải gì vậy à chị ơi, cái này là chất len nha, chất len dạ 100% nha, không phải len thường đâu ạ. Len dạ mặc lên siêu đẹp các chị nhá, co giãn thoải mái luôn, co giãn đa chiều cho các chị luôn nha. Ok, 60 cân mặc được không chị Nga Ly ơi? 60 cân mà chị 1m6 thì chị mặc được nhá. Còn này hàng free size của em dưới 58 kg là mặc được đấy ạ. Ok các chị luôn. Các chị ơi, các chị dừng comment 49k lại hộ em nhá. Dừng comment 49k lại đi ạ. Lát em sẽ công bố sau ạ. Ok.
Đúng rồi chị Thủy Nguyên ơi, đúng rồi, mình chuẩn bị phải sắm sửa chuẩn bị Tết đi. Không vài bữa nữa hàng không về là không thể mua được đâu các chị ạ. Vài bữa nữa là hàng không thể về được nữa luôn, tắc pin không về nữa. Mà cái xưởng may của em công nhân cũng nghỉ hết sẽ không may được đâu các chị ơi. Ok, 67 kg vừa không chị Nguyễn Bích Thủy ơi, 67 kg chị chật rồi nhá. Ok, quay đằng sau đi chị Nguyễn Hoa, ok đằng sau luôn đây. Đằng sau đây các chị ơi, mặc lên quá xinh quá baby luôn đấy, em cam đoan cam kết với các chị luôn. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Mặc lại còn cái caro ở dưới nó siêu trẻ trung, ở trên là cao cổ lại quá ấm áp cho cái thời tiết này đúng không? Nếu lạnh quá các chị có thể khoác một em áo dạ ở bên ngoài cũng cực kỳ xinh, cực kỳ ok đi chơi rồi. Ok, đầm chị đang mặc bao nhiêu à? Chị Ngọc Thúy ơi, đầm em đang mặc có giá 350, sale còn 280.000 cho ngày hôm nay nhá các chị nhá. Vì thế nên các chị hãy thật nhanh tay nào. Thật nhanh tay, 1m55 mặc được, 1m55 kg được không chị Nguyễn Thị Tố Nữ ơi, mặc xinh luôn chị yên tâm nha. Xinh luôn chị yên tâm ạ. À. Ok, bao nhiêu vậy? Ok, 350 sale còn 280.000 cho ngày hôm nay nhá các chị nhá. Ok. Chị cô Cá Trinh ơi, 280.000 như em vừa nói đấy ạ, 280.000 thôi. Nào các chị hãy tận dụng cái đợt bọn em đang sale đi. Tận dụng luôn đi nào, không thì sẽ hết hàng các chị ơi. Vừa hết hàng lại còn vừa hết chương trình sale thì lại quá là tiếc luôn. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay đặt hàng nào. Comment cho em là V5. Còn 200 chiếc. Còn 200 chiếc à chị? Đúng rồi các chị ơi. Theo như chị bên cạnh em bảo là chỉ còn 200 chiếc cuối cùng thôi. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay nhá. Thật nhanh tay đi, bởi vì mẫu này quá hit hot liền đi đến nghìn đơn, hơn nghìn đơn rồi các chị nhá. Vì thế nên hãy thật nhanh tay 200 chiếc cuối cùng rồi các chị ạ. Lại còn đã giảm giá là 350, còn 280.000. 280.000 các chị nhá. V53, chị nào lấy hãy comment cho em nào. V53 kèm theo màu số điện thoại, địa chỉ ship đi nào. 1m56 62 kg chật rồi các chị nhá. Có ship không chị Trần Duyên ơi? Có ship, chị ở ngóc ngách nào trong cái đất nước Việt Nam này em cũng ship cho chị tận giường luôn, chị cứ yên tâm đi ạ. Nào comment cho em nào, V53 kèm theo màu số điện thoại, địa chỉ ship nha, đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng và ship cho các chị luôn, nên các chị cứ yên tâm nhá. Ok, chị Nguyễn Thị Khánh này, chị cho em số điện thoại gì đây? Rẻ quá, cái gì đây? Đúng rồi, quá rẻ luôn chị ơi, quá trời rẻ luôn, 350 còn 280.000 thôi ạ, quá trời rẻ luôn nha. Nào các chị ơi, hãy comment thật nhanh tay cho em nào, mã màu số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ, đầy đủ 4 thông tin em chốt đơn hàng luôn. Ok. À, nhìn chị mặc dễ thế, không biết mình mặc có đẹp xinh như chị không, chị muốn nhìn. À em cảm ơn chị Ngọc Huyền nha. Trời ơi em cam kết rằng là chị mặc xinh còn hơn em ý, chị cứ yên tâm đi ạ. Mặc xinh hơn em ý, chị cứ mặc thử mà xem. Em cam kết, em đảm bảo cho chị luôn. Comment cho là V53 kèm theo màu số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ 4 thông tin em chốt đơn hàng luôn nha. Gồm có 5 màu cho các chị lựa chọn này, em show lại màu cho các chị xem luôn này. Màu đen này, màu sữa này, màu đỏ này, màu nâu này và màu rêu nha. Cắt 4-5 màu, 5 màu gam màu cơ bản cho các chị mặc đấy ạ. Cho các chị mặc luôn, phục vụ cho các chị những gam màu mà chị nào có thể mặc được nhá. Nên các chị cứ yên tâm luôn đi ạ. Ok, chị Hằng Vũ ơi, thêm cho em địa chỉ nào chị ơi. 68 kg thì bên em chưa có chị nhá. Bên em lại chưa có hàng dành cho các chị 68 kg rồi. Ok. Chị Quỳnh Dương ơi, còn 200 chiếc cuối cùng chị nhá. 200 chiếc cuối cùng mà đang sale đấy ạ. 350.000 còn 280.000 cho ngày hôm nay. 200 chiếc cuối cùng nên các chị yên tâm nhá. Ok. Cái chị, cái anh gì đây, cái chị Minh Thông Nguyễn kia, chị nếu mà chị không mua hàng ấy thì chị vui lòng chị ra chỗ khác cho em nhá. Tắt cái livestream này và ra chỗ khác, đừng quấy nhiều em khi em bán hàng nhá. Ok, chị Đinh Hương ơi, giá của em này là 350.000 còn 280.000 nhá. Ok ạ. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ, thật nhanh tay comment nào. Thật nhanh tay comment đi. V53 kèm theo màu số điện thoại, để chị ship đi ạ. Đầy đủ 4 thông tin là em sẽ chốt đơn hàng luôn và ngay cho các chị. Chị Hạt Xanh em cảm ơn chị nha. Bao nhiêu tiền chị Châu Ngọc ơi? 350.000 còn 280.000 cho ngày hôm nay thôi ạ. Chỉ còn 200 chiếc cuối cùng thôi nha, nên các chị cứ yên tâm nha. Ok, váy này là đấy như em vừa nói rồi đấy, 350.000 còn 280.000 thôi ạ. Còn 200 chiếc cuối cùng các chị nhá. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay đặt hàng đi, không gần Tết là hàng sẽ không về được đâu ạ. Có size không chị Thu Thủy ơi, hàng free size chị nhá. Dưới 58 kg các chị mặc vừa xinh luôn, em đảm bảo nha. Được free ship không chị Hương Còi ơi, bên em lại không free ship cho chị được rồi. Đã sale rồi thì làm sao free ship được hả chị ơi. Giờ bọn em thu ship của các chị cũng cực rẻ thôi ý. 20.000 nội thành Hà Nội và ship tỉnh chỉ có đắt hơn 10.000 là 30.000 thôi các chị nhá. Nên các chị cứ yên tâm đi ạ. Em đảm bảo bên em là giá rẻ nhất thị trường cho các chị luôn này. Chị Hiền, ok, chị ơi Tam Đồng Mê Linh à, chị cho thể em địa chỉ cụ thể hơn một chút được không? Ok, các chị cứ comment số điện thoại và địa chỉ ở đấy, các chị yên tâm sẽ bên em sẽ có một chuyên viên tư vấn gọi điện luôn cho các chị trước khi chốt đơn hàng nữa, nên các chị cứ yên tâm nha. Ok, xem màu với em ơi, ok cho chị xem màu luôn. Gồm có 5 màu cho chị lựa chọn này, màu đen này nó mặc trên người này, màu đỏ này, màu sữa này, màu nâu này và màu rêu nha. 5 màu cho khi chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào lấy thì hãy comment thật nhanh tay cho em nào. V53 kèm theo màu các chị yêu thích. Số điện thoại là và địa chỉ ship nha.
hàng free size dưới 58kg mặc là quá xinh rồi các chị ơi. Mẫu này mặc không hề lộ bụng một chút nào nhá. Các chị yên tâm đi ạ, không hề lộ bụng luôn. Ok, mua cả hai. Ok chị Ngọc Thúy ơi, chị mua cả hai luôn. Chị mua cả mấy màu cũng được, mấy màu mình mặc thay đổi cũng cực kỳ xinh mà. Mặc cực kỳ xinh từ giờ Tết, mình còn rất là nhiều cuộc đi chơi rồi, hò hẹn rồi các thứ. Cái này mình cũng có thể mặc đi làm cũng rất là ok luôn. Kín đáo lịch sự các chị ạ. Ok, áo ấy có giá bao nhiêu chị Hương Nguyễn ơi? 350, còn 280.000 cho ngày hôm nay thôi chị nhá. Còn 200 chiếc cuối cùng thôi ạ. Vì thế các chị hãy thật nhanh tay mua hàng nha. Không mấy hôm nữa lại hết mất rồi, lại còn không được sale nữa. Ok, chị Trần Thiêu em chốt đơn hàng chị luôn. Chị mặc đẹp, em có sợ mặc không chứ chị? Ôi trời ơi, chị mập là chị bao nhiêu kg hả chị? Chị An Quyên 350, sale còn 280.000 cho ngày hôm nay các chị nhá. Còn 200 chiếc cuối cùng thôi, vì thế các chị hãy nhanh tay đặt hàng hộ em đi nào. Giá bao nhiêu chị Vũ Trân ơi? 350, còn 280.000 ngày hôm nay thôi nha. 6kg thì mặc chật rồi các chị nhá. Các chị ở trên khoảng 60kg thì các chị mặc cao 1m6 thì vừa, mà trên 60kg thì em nghĩ là mặc chật rồi. Ok ạ. Chốt cho em chưa chị Trần Theo? Chị ơi em chốt cho chị từ lâu lắm rồi mà. Mã V36 còn không anh? V36 là bộ gì ta? Chị ơi các chị cứ đặt hàng đi ạ, rồi lát sẽ có chuyên viên bên em gọi điện tư vấn cho các chị yên tâm nhá. Chị Hằng Vũ em chốt đơn các chị rồi luôn, 42kg, 1m5, mặc được không? Trời ơi chị Hoa Cao em mặc vừa xinh luôn, chị yên tâm nha, vừa xinh luôn ạ. Ok, giá bao nhiêu bạn? Giá là 350 còn 280.000 chị nhá. 350 còn 280.000 cho ngày hôm nay thôi, và còn có 200 chiếc cuối cùng thôi, bởi vì là mẫu này đi bọn em bán quá nhiều rồi, cực kỳ hit hot luôn ý, bán quá nhiều rồi, còn 200 chiếc cuối cùng để bán cho các chị với giá sale là 350 còn 280.000 thôi ạ. Ok. Có dạ không chị Anna Huyền ơi, đây là chất len dạ chị nhá. Chất len dạ em nhắc lại là đây là chất len dạ chứ không phải len thường các chị nhá. Vì thế nên các chị cứ yên tâm mua hàng bên em đi ạ. Cứ mua thử một lần rồi em đảm bảo là các chị sẽ ưng ý luôn. Ok chị mét 58 nặng 54kg vừa được không chị Y Bùi Như ơi? Chị có vừa nhá, chị vừa xinh luôn, chị yên tâm đi ạ. Chị cứ yên tâm đi, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho các chị nhiệt tình một lần nữa. Chị Vũ Trân ơi thêm cho em địa chỉ nào chị ơi. Cái này bao nhiêu chị Thái Hồng ơi? 350 còn 280.000 cho ngày hôm nay nha. Mặc cực kỳ xinh, quá là baby, quá là xinh luôn. Mặc lên siêu trẻ trung với các chị ạ. Gồm có 5 màu cho các chị lựa chọn luôn này. Màu đen, màu đỏ, màu sữa này, màu rêu này và màu nâu nha. 5 màu cho các chị lựa chọn luôn, màu nào cũng cực kỳ đẹp ý. Ok. Chất của sở ôi, chị mẹ Trần Tên. Ok, cảm ơn feedback của chị nha. Mong chị sẽ luôn ủng hộ sở may quốc thịnh dài dài nhá. Ok. Chị ơi chị chặn cho em cái Minh Thông Nguyễn vào cái. Chặn hộ em luôn nhá. Quấy giày từ nãy giờ hơi nhiều rồi đấy, nhắc nhở từ nãy giờ rồi. Ok, giá bao nhiêu chị Hằng Đinh ơi? Giá là 350 còn 280.000 nha. 350 còn 280.000 cho ngày hôm nay thôi ạ. Ok, shop mình ở đâu? Shop em ở xóm 6 Ninh Hiệp nhá các chị nhá. Chị nào ở xa thì các chị yên tâm là đầy đủ thông tin em sẽ chốt đơn hàng luôn và ngay cho các chị, nên các chị yên tâm đi ạ. Chị Hằng Trần ơi giá bao nhiêu? Giá em này là 350 còn 280.000 cho ngày hôm nay chị nhá. Các chị hãy đặt hàng thật nhanh tay đi, bởi vì còn có 200 chiếc cuối cùng nữa các chị ạ. 200 chiếc cuối cùng thôi, vì thế các chị hãy đặt nhà hàng thật nhanh tay nhá. Mã của em này là V53 các chị ạ. Đúng rồi, 350 còn 280.000 thôi. Chất vải gì trời, chị Liên Nguyễn ơi, chất vải len dạ chị nhá, len dạ chứ không phải len thường nhá. Đây ạ, em cho các chị xem luôn. Nhìn nó, đây này, chất len này. Các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Siêu dày luôn, chị nhìn rõ không? Đấy, quá là dày luôn, co giãn các chị mặc thoải mái luôn đấy ạ. Ok. Đúng rồi chị Hoa Hồng ấy, chị có thể mặc quần tất và đi bốt nhá, cũng cực kỳ xinh nhá. Ok, đây này quá trời xinh luôn, chất siêu mịn các chị ơi, các chị có mang ra giặt máy hoặc là vò nát thì nó cũng không xù đâu, nên các chị yên tâm đi ạ. Ok, em sẽ sâu lại màu cho các chị xem nha. Màu đỏ này, màu sữa này, màu nâu này, màu rêu và màu em đang mặc trên người là màu đen các chị nhá. Gồm có 5 màu cho các chị lựa chọn luôn. Có 5 màu chị Hoa Hồng ơi, có 5 màu ạ. Màu đen, màu rêu, màu sữa, màu đỏ nhá và màu nâu nữa ạ. 5 màu cho các chị lựa chọn nhá. Ok. Ấm không hả em? Trời ơi chị Hoa Hồng ơi, quá trời ấm luôn, chị yên tâm nhá, mặc cái váy này ấm lắm ý, lại còn cao cổ lên, chất len siêu dày luôn nhá. Bộ bạn ơi có bộ len hình con bướm ở vai đùi còn không? Chị Lưu Lan ơi còn chị nha, chị inbox cho em đi ạ, còn nha. Clip bướm hả, mẫu bướm? Cái đâu rồi chị? Ok, lát khoảng 1-2 phút nữa em sẽ clip sang cái mẫu chân váy body cho các chị xem nhá, mẫu đấy cũng cực kỳ hot luôn ý. Ok, áo này bao nhiêu chị Minh Bùi Mỹ Nhon ơi? Máy này, áo này có giá là 280.000 nha. Giá gốc là 350 các chị ơi. Giá gốc là 350 đấy ạ. Chị nào lấy thẻ comment thật nhanh tay cho em nào. V53
V53 kèm theo màu số điện thoại, địa chỉ ship nha. Giờ em sẽ mặc sang một mẫu nữa cho các chị nhá. Mẫu này cũng cực kỳ đẹp luôn. Ok, cho xem kỹ cái màu sữa. Ok, màu sữa đây. Màu sữa đây chị ơi, màu sữa này. Chất len dạng các chị nhá, các chị yên tâm với chất. Nếu các chị cầm chất mà xấu thì trả lại em luôn được, em nhận hàng lại luôn. Các chị yên tâm đi ạ, bán hai chốt chị còn lâu dài nên không dám lừa các chị làm gì đâu. Ok, mình 45kg vừa xinh luôn chị nhá. Ok, xem màu, dơ màu lên cho chị chọn nào. Ok, em dơ màu lên cho các chị chọn đây. Cùng có 5 màu đấy chị ơi, 5 màu này. Màu đỏ này, màu nâu này, màu rêu này, màu sữa này. Và màu em đang mặc là màu đen nha các chị nha. Có 5 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Em ở Ninh Hiệp chị nhá, em ở Ninh Hiệp ạ. Có lên xếp ly không? À, xếp ly hả? Mai chị ơi, mai sẽ live stream để lên xếp ly nha. Ok ạ, 55kg vừa luôn chị Hằng Đinh nhá, vừa luôn chị yên tâm ạ. Chị Vi ơi, em đang nói chậm hết mức có thể rồi, bởi vì là em muốn trả lời hết tất cả comment của các chị. Vì thế nên là lượt comment nó quá nhiều luôn ý, nên là em muốn trả lời hết tất cả các chị nên nói hơi nhanh một chút nè. Ok, V5636 còn chị nhá. 44kg, 44kg, 1m54 vừa xinh luôn chị Nguyễn Thoa ơi. Vừa xinh luôn chị yên tâm đi ạ. Ship bao nhiêu tỉnh? Ship bao nhiêu ngoại tỉnh? Ngoại tỉnh là 30k chị nhá. 55kg chị vừa xinh luôn chị kem bông nha. Chị vừa xinh luôn nên các chị yên tâm đi ạ. Ok, bây giờ em sẽ sang một set nữa cho các chị xem nha. Còn một set nữa cho các chị xem. Cái này là mã bao nhiêu chị? Em không muốn set này. Cái này có mấy màu treo chị? 4 màu đó chị, treo hết lên bên này. Bốn màu nhé. Set 11, set 0 và set 01. Lại một siêu phẩm cực kỳ tuyệt vời đấy các chị ơi. Áo len này, set len váy body này mặc cực kỳ tôn dáng luôn nhá. Váy áo này mặc cực kỳ đẹp luôn này. Không bị lộ bụng một chút nào cho chị nào có bụng nha. Ở dưới chân váy body này, giá cực kỳ rẻ luôn. Từ 280.000 còn 230.000 cho ngày hôm nay thôi ạ. Cực kỳ rẻ luôn các chị ơi. Bộ này dưới 58kg các chị cũng mặc xinh luôn nhá. Màu đỏ này cực kỳ đẹp này. Bên cạnh đó còn có 3 màu nữa cho các chị lựa chọn luôn này. Màu đen này, màu sữa này, màu xám này, gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nha. Mẫu này bên em cũng hit hot đấy ạ, chỉ còn một số lượng nữa thôi, vì để các chị hãy nhanh tay mua hàng nhá. Nhanh tay sở hữu đi ạ. Set 04 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship cho em đầy đủ thông tin em chốt luôn. Ok, đầy đủ em chốt luôn này. Chị Nhí Miêu ơi, em phải nói nhanh như thế để muốn trả lời hết tất cả comment của các chị á chị ạ. Giá thì em nói cực kỳ chậm như thế rồi mà. Cực kỳ chậm rồi, em nói là cái bộ này có giá là 280.000. Sale xuống còn 230.000 cho ngày hôm nay các chị nhá. Ok, chị nào lấy thì hãy comment cho em nào. Comment cho em là set 04 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ 4 thông tin em chốt luôn cho các chị nha. Ok, ship bao nhiêu chị Bảo ơi? Ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, còn ngoại thành và tỉnh là 30k nha. Bộ này mặc lên quá đẹp luôn này. Set này bên em cũng cực kỳ hit hot luôn các chị ơi. Hôm nay cũng sale luôn, 280.000 còn 230.000 thôi ạ. Vì thế nên chị nào lấy hàng thì hãy nhanh tay comment cho em nhá. Set 04 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ. Váy hai con bướm bên tay này cực kỳ xinh luôn. Cả chân váy này, chân váy body, ưu điểm của váy body thì cực kỳ tôn dáng rồi đúng không các chị? Màu đỏ này thì cực kỳ nổi bật luôn. Bên 58kg quay đầu về là các chị mặc xinh luôn nhá. Ok, chị Mai Vũ ơi, thêm cho em địa chỉ nào chị ơi. Đúng rồi, mẫu này là set rời chị Hoa Hồng nha, set rời nha. Ở trên là áo len và ở dưới là chân váy body đấy ạ. Mặc lên cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Còn có 3 màu nữa nhá. Màu sữa, màu xám, màu đen và màu đỏ này. Giá cực kỳ yêu luôn, 230.000 cho một set này thôi ạ. Ok, chị Phương ớt ớt đây đâu, em xem chị hỏi gì em nào. Chị ơi, lát em sẽ check của chị sau nhá. Ok, mã váy kẻ là gì hả à? Bạn? Mã váy kẻ vừa rồi là V53 chị nhá. V53 có giá là 350.000 còn 280 nhá. Còn mẫu em đang mặc là 280 sale còn 230 nhá. Chị kia ơi, chị xem cho em địa chỉ đi chị ơi. Áo nếp gấp à? Không chị ơi, áo này mình cứ gấp vào cho đẹp thôi, còn chị để như này cũng được mà. Gấp vào như thế này cũng được ý. À, các chị sơ vi mặc đều ok luôn, không bị lộ bụng một chút nào nhá. Set này cực kỳ, một set này gọi là tuyệt vời luôn, vừa body ôm dáng tôn dáng là còn không bị lộ bụng nữa thì quá tuyệt vời đúng không các chị? Ok chị Vi Lê nha, em chốt đơn hàng chị luôn.
Chị thích liền à? Chị thích liền thì chị lại lấy cái set V53 vừa nãy đi chị ơi, V53 vừa nãy cực kỳ xinh mà. Đây là set rời đó chị nhá. Ở dưới là chân váy, còn ở trên là áo len nha, cực kỳ dày dặn luôn. Em đang mặc bao nhiêu chị biết luôn thôi, 230 cho một set nha. Ở trên là áo len và dưới chân váy body. 230.000 là các chị đã được sở hữu hai thứ trong tay rồi. Ở trên là áo len và dưới là chân váy body nha. Quá đẹp luôn, mặc quá xinh luôn các chị ơi. Mẫu này bên em cũng chỉ còn vài trăm chiếc thôi các chị nhá. Vì thế nên chị nào chưa được sở hữu thì hãy thật nhanh tay đi ạ. Không thì vài lần nữa là hàng sẽ không về để cho các chị mua nữa đâu. Hãy thật nhanh tay nha. Của chị được chưa? Chị Nguyễn Hiền, em sang chị nào. Chị cho thêm địa chỉ. Chị ơi, chị cho em thêm địa chỉ nào chị ơi, cho em thêm địa chỉ đi ạ. Các chị đầy đủ thông tin cho em nào, mã màu số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Mã màu số điện thoại địa chỉ ship đi. Canh mặc bao nhiêu thế ạ? Canh mặc có giá là bao nhiêu nhỉ? 219.000. 219.000 chị nhá. Mẫu canh mặc là 219.000 ạ. Ok, mình vết chốt V48 từ lâu mà không thấy ship à chị Phượng ơi, lát em sẽ check inbox của chị sau nha. Ok. Em mặc đẹp thế chị Mỹ Hạnh ơi. Em nghĩ là chị mặc còn đẹp hơn em ấy, vì thế nên chị hãy nhanh tay sở hữu nó nhá. Set 04 kèm theo màu số điện thoại để chị ship cho em nha. Gồm còn 5 màu cho các chị, 4 màu cho các chị lựa chọn luôn, màu đỏ này, màu sữa này, màu xám và màu đen nha. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn, 4 màu quá đẹp luôn các chị ơi. Chị Đinh Huệ ơi, lát em sẽ check inbox chị nha, 41 kg vừa luôn chị ơi. Dưới 58 kg quay đầu là chị mặc rất là xinh rồi ạ. Ok. Đây đỏ đô em đang mặc trên người đấy chị Hoa Hồng ơi, em đang mặc trên người là màu đỏ đô cho chị xem này. Màu đỏ đô này cực kỳ xinh, cực kỳ nổi bật luôn. Bên cạnh đó có cả màu đen, màu sữa, màu xám cho các chị lựa chọn nhá. Ok, chị Mít ước ơi, em đã mặc cái mẫu này từ lúc đầu rồi chị nhá. Nếu khi em tắt cái live stream này chị có thể quay ngược lại để xem cái mẫu này nhá. Ok, 64kg thì chật rồi chị Lưu Loan ơi. 64kg chật rồi ạ, rồi ạ. Ok. Chị Huyền Nguyễn ơi, chị bầu khoảng 4-5 tháng thì chị có thể mặc được cái V53 chị nhá. V53 đấy dáng suông cực kỳ dễ mặc luôn chị ạ. Ok. Áo cách tân canh mặc có mấy màu à? Áo cách tân canh mặc có 4 màu, à đâu 5 màu đi nhỉ. 5 màu tất cả chị nhá. Màu hồng này, màu đỏ cam này, màu đen này, màu đỏ đô này và màu trắng nha. 5 màu tất cả, 219.000 thôi các chị ơi. 280 sale còn 219.000 đấy ạ. Ok. Đúng rồi, các chị phải tăng ngay bạn bè mình vào cùng đi sở hữu đẹp thì cùng chia sẻ với nhau đúng không? Em đặt hàng không thấy chốt là chị Nguyễn Nụ à? Chị gọi điện là chị được gửi hàng rồi. Chị ơi, bên chị gọi điện là chị được gửi hàng rồi à? Chị Hằng Định ơi, chắc chắn 100% là các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Nếu mà các chị kiểm tra hàng mà thấy chất xấu thì trả lại bọn em cũng được, không sao cả. Yên tâm là chất đẹp luôn. 57kg vừa chị ngang Đỗ Thị Thu ơi, mẫu canh đang mặc chị 57kg vừa xinh nhá. Còn có cả màu đỏ đô này, màu đỏ đun này, màu đen và màu trắng nhá. Có rất nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn ấy ạ. 1m47, 54kg vừa luôn chị Ly Vương ơi, vừa luôn chị yên tâm nhá. Vừa luôn, mẫu này thì chị vừa xinh luôn. Ở dưới chân váy body này cực kỳ xinh luôn này. Ở trên là áo len mà không hề lộ bụng luôn nha. Một cái set gọi là quá là tuyệt vời, quá là xuất sắc cho các chị lựa chọn luôn. Ở ship thành phố Hồ Chí Minh 30k các chị nhá. Ok. À, đây là chân váy body các chị nhá. Chân váy body ạ. Chị Hồng Thị Lê à? Chị hỏi gì em đây ta? Trời, comment trôi quá trời luôn. Chị Hoa Hồng ơi, màu đỏ đô là màu em đang mặc mà chị ơi. Đỏ đô là màu em đang mặc mà. Váy hồng đấy bao nhiêu à? Chị ơi, váy hồng đằng sau có giá là 219.000 chị nhá. Sale từ 280.000 còn 219.000 nha. Mặc bộ đấy mà duyệt Tết thì quá là xinh xắn luôn, quá là đẹp luôn, tuyệt vời. Em muốn nhập giá gì chị Đỗ Hùng ơi, thế chị chị inbox cho em nha. Mẫu em đang mặc có những màu gì à? Có 4 màu cho chị lựa chọn luôn nhá. Màu đỏ đô em đang mặc trên người này, bên cạnh đó có cả màu sữa này, màu đen này và màu xám nha. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nào. Comment đi nào. Quên nhầm, set 04 kèm theo màu số điện thoại để chỉ ship đi ạ. Đầy đủ hộ bên 4 thông tin em chốt đơn hàng luôn nhá. Vải canh là chất gì à? Vải canh là chất lụa các chị nhá. Đúng chất lụa không nhỉ? Đúng rồi, chất lụa nha các chị nhá, chất lụa nha. Chất đẹp lắm các chị ơi, yên tâm đi ạ. Bên em thì toàn lấy hàng loại một cho các chị sở hữu thôi. Ok, chị lấy rồi đấy ạ. Ok, chị kia để em. Chị đầy đủ thông tin em chốt luôn mà. Ok, bao nhiêu ạ? Bộ set này là 280.000 giảm còn 230.000 cho ngày hôm nay các chị nhá. Mã này là set 04 ạ. Ok, bộ chị mặc 40kg vừa không chị? Chị Hồng Lê Thị ơi, vừa luôn chị ơi, chị yên tâm vừa luôn nhá. Vừa luôn ạ. Bao nhiêu một cái ạ? Áo ấy không bán rời nhá chị ơi, chỉ 230.000 một set thôi mà nó đi lên một bộ quá rẻ luôn. Tội gì mà không sở hữu một bộ đúng không các chị? Tội gì mà không sở hữu, nó là một bộ mà.
Cả bộ là mấy chị Hoài Đoàn ơi, 230.000 nha, cho chị màu đỏ, chị Nho Phung ơi. Chị thêm cho em địa chỉ và số điện thoại đi ạ, đầy đủ thông tin là em chốt luôn cho các chị đây. Ok, 1m54, 53kg vừa chị Vi Nguyễn nhá, vừa luôn. 1m54, 49kg cũng vừa luôn chị Nga Lê nha. Em đang đọc hết tất cả những comment các chị để tư vấn cho các chị đây. Ok, chị Hà Minh Nguyễn ơi, em không bán áo rời nha. Em không bán áo rời đâu ạ, cả set của nó mà. Bán áo rời thì chân phải bán cho ai hả chị? Ok, mã áo cách mặc là bao nhiêu ạ? Mã áo cách mặc là V56 chị? V54 các chị nhá, mã cách mặc là V54 ạ. 219.000. Chị Châu Nguyễn ơi, thêm cho em địa chỉ này. Có váy len không? Chị Triệu Ngọc ơi, set em đang mặc là set len luôn mà. Set len ạ, chị yên tâm nhá. Cái V53 vừa nãy em cũng mặc đó là set len hết nha, len dạ hết nha. Chị Phi Nguyễn ơi, chị lấy đỏ đồ, chị comment cho em là set 04 đỏ kèm theo số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. Em sẽ chốt đơn hàng cho các chị này. Ngay, còn màu nào nữa ạ? Có tổng cộng là 4 màu các chị ơi, tổng cộng là 4 màu nha. Màu đỏ này, màu đen này, màu sữa này, màu xám nha. Màu đỏ đang mặc trên người nữa ạ. Có tổng cộng là 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nhá. Nên các chị cứ yên tâm đi ạ, chất thì quá đẹp luôn, bên em bao giá bao chất cho các chị nha. Ok, chốt cho chị chưa V53 màu đen à. Chị Mai Vũ. Chị ơi, chị đầy đủ thông tin cho em luôn nhờ. Ok, em chốt đơn cho chị Mai Vũ nhá. Chị Lê Thi Ngọc, sao rẻ vậy ạ? Em bán rẻ thì thôi, chỉ có 230.000, quá rẻ luôn chị ơi. À chị Vi Lê, nó cũng dày vừa phải được chứ, không phải là dày cổ quá đâu, chị yên tâm là chất đẹp nha chị nhá. Nó không quá dày nhưng mà chất cực kỳ đẹp, chị yên tâm đi ạ. Ok. À chị Nguyễn Thị Tố Nữ ơi. Ok, chị comment cho em đầy đủ thông tin đi, là em sẽ chốt đơn hàng và gọi điện tư vấn chuyển hàng cho chị ngay nhá. Màu xám 64 mặc vừa không, chị Thu Thủy Nguyễn ơi, 64kg thì chị chật rồi chị ơi. Chật rồi ạ. Bao nhiêu một set là chị Phương Ảnh ơi, set này có giá là 280.000, sale còn 230.000 trong ngày hôm nay nha. Ok, các chị hãy thật nhanh tay đi, bởi vì là set này còn có vài trăm chiếc thôi các chị ạ. Vì thế nên hãy thật nhanh tay để mua hàng nhá. Ok, chị Cơn Mưa Nhỏ ơi, 230.000 chị ơi. 230.000 thôi ạ, 280 sale còn 230 thôi. Ok, chị nhỏ Phùng ơi, em chốt đơn hàng chị rồi nha. Chị ơi, không có dạ dài gì nhá, bên em hết dạ dài rồi các chị nhá. Ok ạ. Nào chị nào lấy cái set 04 này comment cho em nào, set 04 kèm theo màu số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ đấy em chốt luôn. Chị Nguyễn Thị Tố Nữ ơi, em chốt đơn hàng chị rồi nhá, chị thêm số điện thoại cho em nào. Bộ đỏ đô nặng 61kg 1m57 thì mặc chật rồi chị nhá. Ship tỉnh bao nhiêu chị tinh? Chị ơi, ship tỉnh là 30k nha. Nội thành Hà Nội là 20k còn ngoại thành tỉnh là 30k các chị nhá. Ok ạ. Chị Thương Thương ơi, bộ này là 280.000 sale còn 230.000 cho ngày hôm nay nha các chị nha. Màu đỏ đô cực kỳ tuyệt vời, váy này cực kỳ xinh luôn. Chân váy body mặc vô cùng ôm dáng, tôn dáng luôn. Áo ở trên thì mặc không hề lộ bụng nha các chị nha. Một set này cực kỳ tuyệt vời, các chị ơi nhanh tay sở hữu đi, bởi vì số lượng còn ít thôi ạ. Ok. Chị Vi Nguyễn ơi, chị thêm cho em địa chỉ và số điện thoại chị ơi. V54 có màu trắng không? Có màu trắng chị nhá. Có màu trắng chị Khánh Huyền Nguyễn nha. Ok, set 04 có màu đen. Chị Hoài Đoàn ơi, thêm cho em địa chỉ số điện thoại đi ạ. Ok, em chào tất cả các chị luôn. Nào chị V36, ok, thêm cho em địa chỉ đi các chị ơi, đầy đủ thông tin cho em nào. Màu đỏ đô em nhé, ok, chị Nho Phùng em chốt đơn chị rồi. Chị Kilo em chốt đơn chị rồi luôn. Các chị nào đầy đủ 4 thông tin là em chốt luôn các chị ơi. Chị Huyền ơi, Trần ơi, cái dập chân nhung thì bên em đang hết rồi nha chị nhá. Bên em đang hết rồi ạ. Chị Vi Nguyễn em chốt đơn chị rồi nha. Chị lấy đỏ đô size M. Chị Lina Trần ơi, bên em thì hàng free size nhá. Chị dưới 58kg, chị mặc vừa xinh luôn. Chị này Lina Trần nha. Ok các chị ơi, nào hãy thật nhanh tay comment nào. Mã màu số điện thoại địa chỉ ship đi, đầy đủ thông tin là em sẽ chốt luôn các chị ơi. Thật nhanh tay đi nào. Chị nào lấy thì comment cho em là set 04 kèm theo màu số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Giá của em này là 230.000 nhá, 280 sale còn 230.000 thôi ạ. Các chị hãy thật nhanh tay nha, thật nhanh tay để sở hữu một chiếc váy xinh xắn và tôn dáng đẹp vô cùng như thế này nhá. Hãy thật nhanh tay sở hữu đi. Mấy tiền à? Chị Hằng Dương ơi, 280 còn 230 cho ngày hôm nay nha. Ba... Ok. 60kg, chị 1m6 chị vừa chị nha. Chị ơi, chốt cho em chưa chị Nguyễn Tố Nữ ơi, em chốt đơn chị từ lâu lắm rồi mà. Phú Yên thì chị thêm cho em địa chỉ cụ thể đó nhá. Bộ bạn em mặc có giá bao nhiêu chị Quyên ơi? Bộ em đang mặc có giá là 280, sale còn 230.000 nha. Sale còn 230.000 cho ngày hôm nay thôi ạ. Nên chị nào lấy thì hãy comment thật nhanh tay cho em nào. Comment thật nhanh tay đi, mã màu số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ 4 thông tin là em chốt đơn hàng cho các chị luôn này. Ok. Còn màu khác nữa không? Chị Nguyễn Thoa có màu khác nhá, có màu đỏ đôi em đang mặc này, có màu xám, màu sữa và màu ghi nữa nha. Có đầy đủ cho các chị luôn, các chị yên tâm đi ạ.
52 kg vừa chị Nho Phùng nhá, chị vừa sinh luôn, chị yên tâm đi. Size 04 màu đỏ, chị Tuyến Nguyễn ơi, thêm cho em địa chỉ nào chị ơi. Thêm cho em địa chỉ đi ạ. 60 kg em, chị cao 1m6 là chị vừa nha. Đây là váy body chị ơi, ở dưới là chân váy body đấy ạ. Chân váy body ở dưới này, ở trên là áo len này, mặc không hề lộ bụng nhá, nên các chị cứ yên tâm nha. Ok. Có mấy màu ạ? Chị ơi, có tổng cộng là 4 màu nhá chị nhá, tổng cộng là 4 màu ạ. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Màu đỏ đô này, màu sữa này, màu đen này, màu ghi nhá. Có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nhá. Chị nào lấy thẻ comment cho em nào. Comment đi. Set 04 kèm theo màu số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ. Mẫu này bên em cực kỳ hit hot luôn. Vì thế nên chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nó nhá. Ok, 1m55 57 kg vừa xinh luôn, chị yên tâm nhá. Có màu trắng không chị ơi? Không có màu trắng, có màu sữa nhá. Màu sữa mặc cũng cực kỳ nịnh da luôn nhá. Ok. 60 kg cao 1m58 thì vừa cực chật rồi chị nhá. Ok, chị Nguyễn Thị Tố Nữ em chốt đơn chị từ lâu lắm rồi mà. Ok ạ. 1m55 57 kg vừa luôn, 1m55 57 kg vừa luôn chị ơi, vừa xinh luôn, chị yên tâm nha. Ok, chị nào lấy cái set 04 này thì hãy comment thật nhanh tay cho em nào. Set 04 kèm theo màu số điện thoại, địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ là em chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok. 60 kg thì chị 1m6 thì chị vừa nha chị ơi. 57 kg vừa nhá, 40 kg vừa luôn chị Võ Thịnh nha. Bao nhiêu một set chị Trinh Kiều ơi? 280.000 sale còn 230.000 trong ngày hôm nay thôi. Vì thế nên chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nó nhá. Nhanh tay đi ạ, bởi vì set này quá đẹp luôn này, chân váy body cực kỳ tôn dáng và áo thì lại không hề lộ bụng. Một set quá là tuyệt vời luôn các chị ơi. Bên em mẫu này chỉ còn có mấy trăm chiếc, vì thế chị nào chưa thực sở hữu thì thật nhanh tay nhá. Có màu sữa chị ơi, yên tâm là có màu sữa luôn này. Màu sữa này mặc cũng cực kỳ nịnh da các chị nhá. Sữa này cũng cực kỳ nịnh da luôn. Chị nào lấy thì comment cho là set 04 sữa kèm theo số điện thoại ở đây và địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng luôn này. Cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Mã cái này là set 04 nha. 280.000 sale còn 230.000 thôi ạ. Ok. V35 còn không? V35 mà là cái gì ta? Mẫu V35 là gì á chị? Chị ơi, chị đặt hàng chị cứ cho đầy đủ thông tin. Chị ơi, chị đặt hàng chị cứ cho đầy đủ thông tin đi. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho các chị luôn, nên các chị yên tâm nhá. Ok ạ. Chị nào lấy thì hãy comment cho em nào. Set 04 kèm theo màu số điện thoại để chỉ ship đi ạ. Đầy đủ thông tin là em cho luôn. Ok. Đúng rồi, chất len chị Nguyễn Loan nhá, chất len siêu dày dặn siêu đẹp luôn, bên em bao giá bao chất, giá rẻ nhất thị trường luôn các chị ơi. 44 kg, 1m50 vừa xinh luôn chị Hương Minh nhá. Mạng mờ quá chị, thế thì chị thoát ra vào lại cho em nha. Mạng bên em đang rất là căng luôn đấy ạ. Ok, chị Nguyễn Thanh Loan ơi, thêm cho em địa chỉ số điện thoại nào. Thêm cho em thông tin đầy đủ đi ạ. Đầy đủ là em sẽ chốt luôn nha. Chị Nguyễn Thanh Loan ơi, thêm cho em địa chỉ nhá. Ok. Các chị ơi, các chị có câu hỏi nào muốn hỏi em nữa không ạ? 03 còn không chị Phạm Thị Diễn ơi, chị cứ thêm địa chỉ và số điện thoại cho em đầy đủ đi. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho các chị, nên các chị yên tâm luôn. Màu sữa à? Ok, màu sữa đây chị ơi. Đây là màu sữa nha. Cũng y hệt cái mẫu em đọc trên người thôi, nhưng khác mỗi màu với chị nhá. Màu sữa này cực kỳ đẹp, cũng cực kỳ nịnh da luôn này. 4 tông màu đơn giản, màu đỏ, màu sữa, màu xám và màu đen cho các chị lựa chọn luôn. Các chị lấy màu nào cũng được, mặc màu nào cũng xinh ý. Màu nào cũng xinh bởi vì dáng này cực kỳ dễ mặc luôn, cực kỳ dáng này hit hot, bên em rất là nhiều chị mua các chị ạ. Áo em mới cầm, set em mới cầm có giá là 230.000 nha. 280 sale còn 230.000 cho ngày hôm nay thôi ạ. 54 kg, 1m56 vừa xinh luôn, chị yên tâm nhá. Ok, váy body liền thì ngày mai em lip nha chị ơi, ngày mai em lip nha. Bộ em đang mặc có giá 280 sale còn 220.000 thôi ạ. Ok, chị Nga Lê ơi, thêm cho em địa chỉ nào chị ơi. Các chị ơi, đầy đủ thông tin cho em nào. Mã màu số điện thoại địa chỉ ship đi ạ. Có size to không chị Hoàng Tuyết ơi? Hàng của em hàng free size nha. 58 kg đổ lại là các chị mặc vừa xinh luôn rồi. Ok ạ. Ok, cho đơn cho chị Triệu Ngọc rồi nha. Ok. Chị Nguyễn Thanh Loan nào. Ok, chị Nguyễn Thanh Loan ơi, chị thêm số điện thoại cho em đi chị ơi. Các chị ơi, comment đầy đủ cho em đi ạ. Mã màu số điện thoại địa chỉ ship đi. Đây là set 04 các chị nhá. Kèm theo đó là số điện thoại và địa chỉ ship cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng luôn cho các chị đây. Ok. 65 kg này chật rồi chị Phương Liên nhá. Ok, các chị ơi, các chị còn có câu hỏi nào muốn hỏi em không nhở? Set hôm nay cực kỳ xinh luôn này. Ok, nào, các chị ơi, các chị hãy comment thật nhanh nhá. Còn không thì bây giờ em xin kết thúc cái live stream này ở đây nhá. Và em xin chúc cái live, kết thúc cái live stream này ở đây. Nếu chị nào muốn đặt hàng thì tiếp tục là khiên tắt đi, thì hãy comment trực tiếp ở dưới này, hoặc là inbox viết page riêng cho em này, hoặc là ở trên page em có cái số hotline thì các chị hỏi vào số hotline để đặt hàng nhá. Ok, chúc các chị có một buổi tối ngủ thật ngon nha, và hẹn các chị live stream buổi sáng mai nhá. Em chào tất cả các chị ạ.